di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nguyện hướng nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phước phật khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo nguyện chọn đời giữ đạo theo thờ thánh làm lành cùng pháp giới chung sinh cầu phật từ gia hộ tâm bồ đề nguyện cố chi tu học vững bền xa bể khổ nguồn về nam mô hương cúng giảng bồ tát nam mô hương cúng giảng bồ tát nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha ba ma lâm tham vương vô thượng ba cõi chẳng hai bằng thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài quy chọn một niệm rất sạch niệm ba kỳ sừng dương cùng tán thán ức khiếp không cùng tận phật chúng sanh thánh thường rỗng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn lưỡi đê sầu bí đạo tràng mười phương phật bảo hào quang sáng ngời trước bảo tọa thân còn ảnh hiện cúi đầu xin thể nguyện quy chí tâm đảnh lễ nam mô tận hư không biến pháp rơi qua hiện vị lại thật phượng sư phật tôn pháp huyền thánh tăng thường trụ tam bảo chí tâm đảnh lễ nam mô ta là giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đường lai hạ sinh di lạc tôn phật đại trí văn thủ sư lợi bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hội thượng phật bồ tát chí tâm đảnh lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a di đà phật đại bi quán thế âm bồ tát đại thế chi bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thành tịnh đại hải chung bồ tát từ hương xả nhiệt pháp rơi mộng huân chư phật hải hội tất diệu văn tùy sư kết tưởng văn thành nhĩ phương ngân sư phật niệm toàn thân nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật kinh đại phương tiện phật báo ân quyển thứ hai phẩm đối trị thứ ba bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng cũng như bằng mặt trời chiếu ánh sáng rực rỡ che khắp cả các tình cầu khác cũng như con đại long muốn khúc quanh nguyệt ở nơi cõi thành hư quỳ hoàng sáng lạc quỳ hoàng sáng chói chói lọi sắc tương kho vi dụ trong đó có mắt loa nghĩ đó là ý loạn và cũng khác nào như lửa con đom đóm khi mặt trời mọc lên ẩn khuất chẳng hiện mặt trời mặt trăng tuy có trăm ngàn ánh sáng so với ánh sáng của Bồ Đề Thích cũng bí như một điểm mực đen Bồ Đề Thích tươi với ánh sáng thành tịnh hiện màu sánh với ánh sáng của đại Phạm Vương cũng như sành sỏi sánh với dạ quang Ma Ni Bảo Châu đại Phạm Vương tuy có trăm ngàn ánh sáng thành tịnh nhiệm màu sánh với ánh sáng của Như Lai cũng không khác gì như điểm mực đen vì cớ sao vì ánh sáng thưởng quang của Đức Như Lai soi chiếu khắp cả mười phương thế giới tất cả chúng sinh ở trong đó người nào gặp được ánh sáng
ấy của Phật, người mù thì được trông thấy, người mù thì được gặp ngay thẳng lại, người què quặt thì tay chân lành lặn, người tà mê thì được thấy rõ con đường chân chính sáng suốt. Tóm lại mà nói, mọi sự bất như ý đều được như ý. Bây giờ trong hội có 712 vị đại Bồ Tát Ma Tát liền từ tòa ngồi đứng dậy, đầu mặt lễ sát trần Phật, nhớ quanh trăm ngàn nghìn vòng rồi lùi về một phía đầm thành, nói ra trăm ngàn bài kệ tán tán Đức Như Lai. Các vị Bồ Tát ấy tên là Bất Tư Nghị Bồ Tát, Ly Giác Âm Bồ Tát, Duy Niệm An Bồ Tát, Ly Cấu Sừng Bồ Tát, Bổ Lượng Âm Bồ Tát, Đại Danh Văn Bồ Tát, Minh Đoả Kế Bồ Tát, Liên Sư Tử Bồ Tát, Độc Tư Bộ Bồ Tát, Xả Sở Niệm Bồ Tát, Trí Tích Bồ Tát, Ý Thiện Trụ Bồ Tát, Vô Cực Tướng Bồ Tát, Tuệ Diệu Tuệ Quang Diệu Bồ Tát, Điều Cường Ý Bồ Tát, Năng Ủng Hộ Bồ Tát, Trí Thành Anh Bồ Tát, Liên Hoa Giới Bồ Tát, Chúng Sư An Bồ Tát, Thánh Tuệ Nghiệp Bồ Tát, Tướng Công Mận Bồ Tát, Bồ Từ Nghị Bồ Tát, Tịnh Phạm Thí Bồ Tát, Bảo Sự Nghiệp Bồ Tát, Giác Sử Liên Hoa Bồ Tát, Giác Thiện Từ Duy Bồ Tát, Cổ Hạng Pháp Bồ Tát, Thành Văn Ý Bồ Tát, Dĩ Biệt Đích Bồ Tát, Từ Thải Môn Bồ Tát, Thập Chủng Lực Bồ Tát, Hữu Tập Lực Bồ Tát, Đại Thánh Mẫn Bồ Tát, Vô Sở Viện Bồ Tát, Du Tịch Tiền Bồ Tát, Đại Ư Bỉ Bồ Tát, Vô Số Thiền Bồ Tát, Tu Di Quang Bồ Tát, Cực Trọng Tạng Bồ Tát, Nhân Siêu Việt Bồ Tát, Nhi Độc Bộ Bồ Tát, Nhi Thần Thắng Bồ Tát, Đại Bộ Giới Bồ Tát, Nhi Sơn Bồ Hộ Bồ Tát, Chỉ Tam Thế Bồ Tát, Hữu Công Huân Bồ Tát, Tuyên Danh Sưng Bồ Tát, Nhật Quang Minh Bồ Tát, Sư Tử Anh Bồ Tát, Thời Tiết Vương Bồ Tát, Sư Tử Tạng Bồ Tát, Thị Hiện Hữu Bồ Tát, Nguyện Viên Chiếu Bồ Tát, Sư Sơn Sư Tử Bồ Tát, Hữu Thủ Thí Bồ Tát, Mạc Năng Thắng Bồ Tát, Vì Tối Tràng Bồ Tát, Hủy Diệt Sưng Bồ Tát, Kiền Tinh Tiến Bồ Tát, Vô Tổn Giảm Bồ Tát, Hữu Danh Sưng Bồ Tát, Vô Khủng Bố Bồ Tát, Vô Chức Thiện Bồ Tát, Đại Minh Đăng Bồ Tát, Thế Quang Diệu Bồ Tát, Vị Diệu Âm Bồ Tát, Báo Công Huân Bồ Tát, Chỉ Ám Minh Bồ Tát, Vô Đặc Luân Bồ Tát, vân vân, đều ở trước Phật phát lời thệ nguyện rằng: lũ chúng con sau khi Đức Thế Tôn diệt độ hộ chỉ chánh pháp lưu truyền ở khắp trăm mười phương thế giới, khiến không đoạn tuyệt, vì cớ sao lũ chúng con ngày nay được coi thấy sắc tướng ánh sáng nhiệm màu Đức Như Lai, không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn được ở trong ánh sáng ấy, đều được nghe Phật pháp không thể lấy tâm nghĩ miệng bàn được. Sau khi nghe pháp ấy rồi, vĩnh viễn xa lìa được nơi phiền não chướng, trong nhiều kiếp thân tâm trong sáng rực rỡ như thiên kim, và tất cả muôn loài cũng được nhờ ánh sáng soi chiếu ấy. Lũ chúng con tự suy nghĩ những công đức lợi lạc như vậy, nên đối với Đức Như Lai sinh tưởng như bậc đại sư, sinh tưởng như bậc đại từ phụ, thường nhớ nghĩ đến ân đức của Phật. Vì cớ sao chúng con được nghe chánh pháp, không bao lâu sẽ được thành Phật, ngồi nơi đạo tràng vận chuyển bánh xe chánh pháp, độ thoát cho tất cả chúng sinh, đều khiến cho chúng sinh được nghe chánh pháp, giải thoát sinh tử, chứng được ngồi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Đức Thích Ca Như Lai bảo tất cả đại chúng rằng: 72 vị Bồ Tát Ma Tát ấy ở đời quá khứ lâu xa, trong số vô lượng trăm ngàn vạn đức vi trần A Tăng Kỳ Kiếp, đã từng cúng dường vô lượng trăm ngàn vạn đức vi trần số chư Phật nhiều như cát sông Hằng, ở chỗ chư Phật thưởng tu phạm mạnh, cúng dường chư Phật tâm không biết mỏi mệt, từ tâm tu thân khéo hộ trì Phật pháp, không bỏ âm đại bi, thường ở trong mười phương làm những việc lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nếu có chúng sinh nào tới kỳ mệnh chung được nghe tên hiệu của một vị Bồ Tát ấy, hoặc hai hoặc ba hoặc bốn cho đến 72 vị xưng danh quy mệnh, người ấy sau khi mệnh chung sẽ được vãng sinh về cõi nước của Phật, hóa sinh trong hoa sen xa lìa dâm dục, không phải ở trong bào thai nhớ ghế bất tịnh. Thân thể của người ấy rất trong sạch thơm tho, miệng màu nhiệm, được mọi người đều cung kính yêu mến. Vì được mọi người cung kính yêu mến mà lòng sinh ra những sự hoan hỉ, vì hoan hỉ liền được phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay đối với tất cả chúng sinh khởi đại bi tâm, sau khi đã phát tâm từ bi rồi, kế sinh tâm làm những việc lợi ích cho chúng sinh, sinh tâm làm lợi ích cho chúng sinh rồi lại phát tâm không bao giờ bỏ chúng sinh, nhân tâm làm lợi ích cho chúng sinh, tâm tự lợi lợi tha mà diệt trừ được tâm chướng ngại, hoặc được tâm tịnh tĩnh, hoặc gần gũi thiện hữu, thường tâm sinh tâm cung kính, tâm chuyên ý nghe pháp, nhớ giữ không quên, tâm suy nghĩ nghĩa lý màu nhiệm, tâm nghe ít mà hiểu nhiều, tâm không nguyện nghe nhiều mà không hiểu nghĩa, kế tin tự tâm mà là chân như
thật tướng, tìm tự tâm là như thật tướng nghĩa. Khi đã tìm tự tâm là như thật tướng nghĩa rồi, kế sinh tâm như thuyết tu hành. Do sinh tâm như thuyết tu hành rồi, kế sinh tâm không thoái chuyển. Do sinh tâm không thoái chuyển rồi, nên đối với chúng sinh liền sinh những tâm đối trị. Như tôi không muốn chết, tất cả ba cõi, 35 cõi, loài có hình, không hình, loài bốn chân, nhiều chân, mãi đến loài bé nhỏ như loài kiến vân vân, phàm làm loài nào có tính mạng đều không muốn chết như tôi. Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân bất mạng, chọn không cướp đoạt thân mạng của kẻ khác. Như tôi có tiền của lụa là, y phục chăn đệm, thức ăn uống, voi ngựa, xe cộ, quốc thành, thế tử, ở thân thể tay chân tôi thường cũng sàng ủng hộ, nhưng tôi không muốn người khác xâm chiếm của tôi. Tất cả chúng sinh cũng lại như thế, cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân bất mạng. Đối với y phục của cải, ăn uống, thức ăn uống của chúng sinh, chọn không sinh tâm cướp đoạt. Như tôi không muốn người khác dụ dỗ cướp đoạt. Chị em thê thiếp có nhan sắc của tôi, tất cả chúng sinh cũng lại như thế, cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân thất mạng, quyết không sinh ý nghĩ tà vậy, khởi tâm nhiễm ô đối với sắc đẹp của kẻ khác, với chi còn làm những sự phạm dâm gian ác. Nhưng tôi đối không đối trước mặt thì khen ngợi, sau lưng thì chê bai, nói lưỡi đôi chiều, nói ác khẩu để ra hại tôi. Tất cả chúng sinh cũng lại như thế, cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân thất mạng, chọn đời không nói dối, nói lưỡi đôi chiều gây sự rối loạn ở giữa kẻ người với kẻ kia người này. Như tôi không muốn bị roi gậy đánh đập tra khảo, tất cả chúng sinh cũng lại như thế, cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân thất mạng, chọn không dùng roi gậy đánh đập chúng sinh. Như tôi không muốn bị những cảnh khổ não vô cùng xiềng xích trói buộc, tất cả chúng sinh cũng lại như thế, cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân thất mạng, chọn không vô cùng xiềng xích trói buộc chúng sinh. Nhưng tôi không muốn người khác dùng cường lực uy thế ức bức hiếp đè nén, không cho tôi được tự do trình bày sự thanh bạch của tôi. Tất cả chúng sinh cũng lại như thế, cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân thất mạng, chọn không đem những sự phi lý để ra hại chúng sinh. Như tôi được người cúng dường tôn trọng tán thán khiến cho tôi vui mừng, tôi cũng không thường bố thí. Tôi cũng thường bố thí chúng sinh y phục, thức ăn, đồ uống, nằm ngồi, thuốc thang và tất cả những thứ làm cho chúng sinh được an vui. Nếu tôi làm đại sự hoặc phật sự, pháp sự, tăng sự, nếu vì trí lực có hạn, không làm thế nào khiến cho thành tựu được, sinh ra lo buồn khổ não. Nếu người có trí thấy tôi như vậy, biết rằng vì tôi kém phúc đức nên không thể làm khiến cho thành tựu việc ấy được, liền bảo tôi rằng nếu ông cần dùng điều gì, tôi sẽ xin cung cấp, khiến cho ông được vừa lòng để hoàn thành công việc ấy. Tôi nghe lời nói ấy xin lòng vui mừng, cho nên tôi cũng sẽ thường khuyến hóa, giúp đỡ mọi người làm việc thiện lợi ích chúng sinh. Như tôi bị nhà vua giặc cướp nước lửa, vệ quan bức bách, trói buộc, giam cầm, lòng sinh sầu não. Người có trí tuệ coi thấy tôi gặp phải những sự khổ nạn ấy, liền đến chỗ tôi khéo léo khuyên nhủ tôi, ông không nên sầu khổ. Tôi sẽ bị ông xin với nhà vua hay các quan đại thần và cung cấp của cải hoặc dùng các phương tiện khác khiến cho ông được giải thoát, không phải những sự khổ nạn suy não ấy. Tôi nghe lời nói ấy lòng sinh vui mừng, cho nên Bồ Tát thường siêng năng tu học về kỹ nghệ đủ các tài xuất chúng như âm nhạc, xướng kỹ, thiên văn, địa lý, toán kế, chú thuật, học thuốc, lái xe, cưỡi voi, cưỡi ngựa, biết sử dụng áo giáp, gươm giáo, cung tên, xuất trận, nhập trận, võ công hiển hách. Vì tôi có những kỹ nghệ mầu nhiệm như vậy, nên tất cả mọi người hoặc vua hoặc đại thần vân vân không dám trái nghịch ý tôi, và tôi lại có đủ mọi thứ của cải giàu sang như y phục, thức ăn uống, vàng ngọc, vòng xuyến, ngọc lưu ly, san hô, hổ quách, xà cừ, mã não, châu báu, mai khôi, mani bảo châu, voi ngựa, xe cộ, kiệu cáng, đứa ở tôi đòi, cùng nhân mỹ nữ, suối chảy, ao tắm, đại quán làm bằng thất bảo, thứ vị vi diệu như vậy, vô lượng trăm ngàn Bồ Tát tuy có mọi thứ uy vũ, kỹ nghệ, trăm ngàn bảo tàng, voi ngựa, xe cộ, vô lượng mỹ nữ, thắng diệu, đại quán, suối chảy, ao tắm, tất cả những dục xứng như ý vậy, nhưng tâm không hề tham đắm, mà thường tiếp tục biết đủ, ưa thích cả những chỗ vắng lặng để ở nơi núi rừng tu tập thiền định. Tuy ở trong đại chúng nói năng bàn bạc mà tâm thường nhập pháp môn đối trị, tuy cùng với chúng sinh hòa quang đồng trần, có những tài sản xuất nhập sinh kế lợi tức, nhưng chọn không làm điều gì ác, chỉ làm những việc lợi ích cho chúng sinh.
Nếu có người nào, nếu có người nghèo cùng khổ não tới xin Bồ Tát, những thứ cần dùng Bồ Tát đều cung cấp khiến cho được thỏa mãn như ý muốn của họ. Nếu Bồ Tát thấy có chúng sinh ưa muốn cầu Phật pháp, lại tới chỗ Bồ Tát thân cận cũng giảng thừa sự cung phụng hầu hạ, rửa chân xoa bóp, giặt rũ hong hơi, đe đưa cảnh dương nước rửa, phất thức báo sái trải giường tòa, cuốn gấp chăn gối mỗi đêm ba thời, chập tối giữa đêm gần sáng cung cấp đèn nến, bữa ăn sáng trưa chiều dâng các món ăn như đát bát na, bồ sán hư đà ni và các thứ nước uống như nước hưng lợi sư, nước trái phúc lạc ca, bồ đào, hắc thạch mật. Thừa sự như vậy từ 7 ngày cho đến 63 ngày vì muốn cầu thỉnh Bồ Tát xin nghe Phật pháp. Bồ Tát bấy giờ tuy thấy người ấy cung kính như vậy nhưng tâm vẫn không vui mừng, vì cớ sao? Vì Bồ Tát ở trong thời gian lâu xa vô lượng A Tăng Kỳ Kiết cần cầu Phật pháp là vì tất cả chúng sinh với một bản hoài tối thượng, tâm không tăng không tăng giảm, tâm từ bi, tâm trụ bình đẳng. Hoặc khi Bồ Tát làm chuyển luân thánh vương, thưởng đem pháp thập thiện, dạy bảo tất cả chúng sinh, ai đấy đều theo ý của Bồ Tát, hoan hỷ phụng hành. Sau khi mệnh chung được sinh lên cõi trời, hưởng thụ những khoái lạc nhiệm màu của ngũ dục, tôn nghiêm hảo khí, vừa tâm thích ý, đứng ngồi ở nơi thiên cung, ngựa xe dạo chơi ở thượng quyền, khí nhạc hoan lạc, ăn uống vui vẻ. Nhưng vô thường chợt tới, già bệnh chết chóc, già trẻ trai gái sầu khổ áo não, cất tiếng kêu gào bật ngực bứt tóc, ăn uống không biết ngon, tâm ý cuồng loạn vất vả, người chết được đưa trở trên xe, họ hàng khóc lóc tiễn đưa, đến khi mai táng xong rồi già trẻ trai gái dìu dắt nhau trở về nhà. Vì quá đau xót sầu khổ nên có người hoặc bị mang bệnh, hoặc sinh ra điên cuồng, hoặc có khi bị chết. Người sống đã tổn hại lớn như thế mà người chết cũng không được lợi ích gì. Bấy giờ vua chuyển luân thánh vương cùng với những người tháp tùng đi tuần hành khắp thế giới, coi thấy các chúng sinh phải chịu những sự khổ não như vậy, trong lòng rất thương xót, thốt ra lời nói rằng: ta này làm vua cai trị quốc giới, tuy rằng đem pháp tập thiện để nhiếp hóa cho tất cả chúng sinh nên được hưởng quả báo nhiệm màu của ngũ dục như vậy, nhưng vẫn không thoát khỏi cái cảnh thống khổ, sinh lão bệnh tử vô thường bại hoại, nên biết ta tuy dùng chính pháp trị quốc cũng thành ra vô ích đối với mọi người. Nếu như đã vô ích đối với mọi người rồi như vậy thì làm sao được gọi là chuyển luân thánh vương, làm sao được gọi là đại thời phụ, làm sao được gọi là đại y vương, làm sao được gọi là đại đạo sư dẫn dắt chúng sinh đi theo con đường chân chính, chỉ bày lối niết bàn khiến cho tất cả chúng sinh chứng được đạo vô tri, thường được yên vui. Lúc chúng ta ngày nay thật là danh chẳng xứng với hành. Ví như có người các nước gần chết, chạy khắp đông tây tìm cầu nước uống, xa xa trông thấy một cái giếng khô, xin lòng vui mừng, rồi tự nghĩ rằng thần ta ngày nay tưởng chừng đã chết mà lại được sống lại, vì cớ sao? Nếu như không gặp được nước thì quyết không lâu sẽ bị chết khác. Nay gặp được cái giếng tốt như thế ắt có kỳ vọng, nhưng nước được nước trong mát để uống khỏi phải chết khác. Nghĩ như vậy rồi liền chạy tới bờ giếng, cởi bỏ áo treo ở một chỗ rồi xuống giếng lấy nước, nhưng không được nước, lại chỉ thấy những loài rắn động, thạch sùng, vò cạp, cuốn chiếu, sành sỏi, gai góc và các thứ cỏ quế. Bấy giờ người khát nước kia trở nên thất vọng, đã không được nước uống, lại nhằm những loài độc trùng phun nọc độc toàn thoát khỏi giếng, nhưng vì giếng lở mục nên rớt rơi xuống đáy, không cách nào ở trên núi cao trượt té xuống dưới đất. Giếng ấy sâu bằng một đường tên bắn, đã không có thang bậc, lại không có cả dây dợ gậy gập, dầu cho muốn cố sức nhảy lên cũng không thể lên nổi, kiệt cả hơi sức, rồi lại hoàn rớt xuống đáy giếng, nên bị các loài rắn độc dị ăn. Trong lúc tính mệnh chưa được đoạn tuyệt hẳn, liền nói rằng: nếu ta biết trước giếng này không có nước, mắt còn không muốn nhìn thấy, vốn là tới đây để lấy nước, ngày nay mắc phải khổ độc như thế, là tại cái giếng này làm ta bị lầm vậy. Bấy giờ chuyển luân thánh vương thấy các nhân dân nhà cửa trai gái ân ái chia ly phải chịu khổ não, liền nói rằng: thân ta ngày nay ví như cái giếng không có nước, vì có cái tên gọi là giếng nhưng không có nước, ta tuy dùng chính pháp trị quốc khiến cho nhân dân ở chỗ có xu hướng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng lợi ích cho ai, đến nỗi dân chúng phải tán thân thất mạng khổ não như thế. Ta này tuy ở vào ngôi chuyển luân thánh vương, bảy báu đầy đủ, dùng pháp thực hiện dạy bảo chính pháp trị quốc khiến cho các chúng sinh được sinh cõi người cõi trời, hưởng thụ cảnh ngũ dục khoái lạc nhiệm màu, nhưng vẫn không thoát khỏi được cảnh sinh già ốm chết, ân ái phân ly, oán ghét gặp gỡ, đau thương khổ não khóc lóc thảm thiết, là lỗi tại ta chứ đâu phải là lỗi tại chúng sinh. Vì sao?
vì chính vì ta không có pháp xuất thế gian để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, thì chúng sinh theo ta hỏi ham lĩnh thụ thập thiện pháp, mong được yên vui mà thật không thể vượt qua được bể khổ sinh tử. Bây giờ chuyển luân thánh vương lại tự nghĩ rằng thân của ta đây ngày nay ví như người không có trí tuệ, là người thí chủ đại ngu si. Khi ấy người thí chủ gặp lúc trời làm đại hạn, 7 năm không mưa, cây cối bị khô héo hết, thời buổi đói kém, lúa gạo mất mỏ, nhân dân đói khát, chỉ ăn rau thay cơm, uống máu ăn thịt, tàn hại lẫn nhau. Những sự thật thì đối với nhau thì họ có tội tình gì đâu, hoặc đến nỗi cha ăn thịt con, hoặc con ăn thịt cha mẹ, anh em vợ chồng con cái ăn nuốt lẫn nhau. Lúc ấy người đại thí chủ dạo đi xem xét coi thấy chúng sinh đói khát tiểu tị, gầy gò run rẩy, thân thể đen xấu, ở trên vai của người đó hoặc thấy mang gánh phần là xác người chết, hoặc là đầu tay lấm chân bắp tay xương sống xương sườn chả vai đầu gối ngón chân hoặc gan mật ruột non ruột già. Lúc ấy đại thí chủ hỏi rằng những vật mà ngươi mang rảnh đó là vật gì? Người ấy đáp rằng những vật mà tôi gánh phần là đầu tay cánh tay lấm đốt vân vân của người chết vậy. Đại thí chủ hỏi người gánh cánh tay lấm đốt vân vân của người chết ấy để làm gì? Người ấy đáp lại rằng ông không biết sao? Trời làm đại hạn, thời buổi đói kém, thóc gạo mất mỏ, nhân dân đói khát, ăn nuốt lẫn nhau. Những vật mà chúng tôi gánh đó chính là thức ăn của tôi vậy. Bây giờ thí chủ nghe lời nói ấy, trong lòng rất kinh hãi, rất cả sân lâm, ngã ngất xuống đất, phải dùng nước lạnh rảy lên mặt hồi lâu mới tỉnh, rồi lại hỏi rằng, tuy nhiên đó là thức ăn của ngươi, nhưng là thịt của ai? Bây giờ người đói kia nói lời ấy rồi, liền cất tiếng hòa khóc, đau đớn như đứt ruột, bảo mấy người thí chủ rằng, thật là đau đớn hay, quái lạ hay, quái lạ thay, không biết nói làm sao cho xiết được. Đại thí chủ, tôi này tình thật bảo cho ông mới rõ, những thứ thịt mà tôi đang gánh đó có thể nói là cha mẹ, hoặc là vợ con, anh em, hoặc là họ hàng cốt nhục. Lúc đó các người bị đói khát ấy đều đem lòng thành thật tự nói nguyên nhân của những sự việc đối với đại thí chủ, mà không biết việc gì khác hơn ngoài việc bị đói khát, cho nên họ mới phải ăn nuốt lẫn nhau. Bây giờ đại thí chủ nghe lời như thế bùi ngùi than thở, bảo với mọi người rằng các người ngày nay không nên ăn thịt lẫn nhau như thế. Nếu cần dùng quần áo, thức ăn uống, thuốc thang, 7 ngày nữa các vị tụ tập tất cả tại nhà ta sẽ tùy theo sự cần dùng của các ngươi mà cung cấp tất cả mọi người các thứ như quần áo, thức ăn uống, thuốc thang, thì bệnh hoạn thỏa mãn các ý muốn của các ngươi. Mọi người nghe rồi, xin lòng vui mừng khen rằng tốt lắm, thật là một sự việc chưa từng có vậy. Bấy giờ thí chủ trở về nhà, gặp vợ con và tôi tớ tất cả hội họp, và rồi vị thí chủ ở trước đại chúng nét mặt vui vẻ, nói lời dịu dàng bảo ban vợ con và các tôi tớ nên phải để lòng nghe tôi nói. Các người có biết rằng hiện nay gặp lúc trời làm đại hạn, thời buổi đói kém, nhân dân chết chóc vô số, các người ở tại nhà này kho tàng đầy rẫy, thóc gạo chứa tràn, cần phải cùng nhau kịp thời gieo trồng ruộng phước. Vợ con nghe rồi khen ngợi rằng tốt lắm, chúng tôi rất lấy làm sung sướng và xin vâng theo lời của thí chủ. Thân mạng của chúng tôi đây còn chẳng tiếc, huống chi là kho tàng của cải thức ăn uống. Bây giờ thí chủ xin lòng vui mừng nói rằng tốt lắm, các ngươi thật là những người bạn đạo vô thượng của ta. Các ngươi mỗi người nên tự phân chia công việc tùy theo đó mà làm, nên làm ngay và làm mau, 7 ngày nữa quyết phải làm cho xong. Bây giờ thí chủ phân chia các công việc đã xong xuôi, liền đi ra ngoài trốn xem xét, với ý định sẽ tìm một khoảng đất nào bằng phẳng rộng rãi để làm nơi lập hội đảng bố thí. Sau khi đã tìm được mỗi chỗ một chỗ đất thanh tịnh như ý muốn, ở gốc cây cát sỏi, gốc cây gai gắt đã được trừ sạch các thứ giường tòa chăn đệm trải bày ra liệt để làm chỗ cho đại chúng ngồi cơm đất, 500 thớt voi vận tải các thứ đồ ăn uống tới hội đàn bố thí. Các thứ đồ ăn uống ấy chất lên cao như núi, các thứ sữa dầu mỡ bánh thịt nhiều như nước ao, các thứ cố bày yến tiệc trăm vị đầy đủ, các thứ như y phục vòng ngọc châm xuyến voi ngựa bảy báu cũng không thiếu một thứ gì, đều được sắp đặt hết sức trang nghiêm hoàn mỹ. Sau 7 ngày khi mặt trời vừa mọc, cùng suốt thời gian ấy vua chuông đánh trống thổi tù bà và cất tiếng cao sướng rằng tất cả đại chúng đều tại hội họp ở hội đàn của đại thí chủ đây. Bây giờ mọi người nghe tiếng sướng ấy lòng sinh vui mừng khác nào những ngưỡng mộ hiển thánh,
Sau khi nghe tiếng sưng ấy, liền tìm đến đại hội đản bố thí, tùy ý mà lấy, nào là y phục chăn đệm, thức ăn uống, vòng ngọc, châm xuyến, châm thứ thuốc thang, voi ngựa thất bảo, tùy theo sở thích, ai muốn lấy gì thì đều tùy ý lựa chọn. Bây giờ thí chủ thấy mọi người đều đã lãnh hết các thứ của cải đem đi rồi, lẩm âm vui mừng liền trở về nhà để cùng với vợ con hưởng thụ những sự sung sướng thỏa thích của cảnh ngũ dục. Sau thời gian bố thí 7 ngày, bỗng nghe thấy người ngoài nói, những người ở trước kia nhận được các thứ y phục chăn đệm thức ăn uống của thí chủ ấy đều bị chúng độc mà chết, và giả có người nào chưa chết, họ đều nói lạ thay đại thí chủ có lòng thương xót cung cấp các thứ cần dùng cho mọi người, nào y phục chăn đệm thức ăn uống, tuy nhiên hiện thời đã được qua khỏi sự đói khát, tính mạng được vẹn toàn, nhưng sau đó vài ngày đều bị chúng độc mà chết hết cả. Bây giờ đại thí chủ nghe thấy nói như vậy, sinh lòng buồn bực áo não, hỏi vợ con rằng, tại sao người khi nấu nướng thức ăn uống lại để cho thuốc độc nhiễm vào trong thức ăn, làm cho mọi người ăn nhầm bị chết như thế? Vợ con và các tôi tớ trong nhà đều nói rằng, thưa không phải như vậy, nếu không phải như vậy thì thuốc độc từ đâu mà có đây? Tất cả đều đáp lại rằng, thưa chúng tôi không được rõ. Bây giờ thí chủ liền vào trong nhà đi lần lượt kiểm khảo lại, thì thấy có một giếng nước đậy nắp, liền hỏi mọi người rằng, đây là giếng gì đây? Gia nhân đáp rằng, đây là giếng nước mà trước đây thí chủ còn bé, thí chủ nuôi 3 con rắn độc ở trong cái giếng nước này, chính đây là chỗ ở của 3 con rắn độc ấy, mà nước ở trong cũng là nước độc, nếu người nào uống lầm phải đều bị chết mất mạng. Thí chủ coi thấy rằng, liền hỏi các người tôi tớ, trước đây các người có dùng nước ở đây để nấu thức ăn uống không? Các người tồi tớ đáp rằng, thưa vì công việc trước đây quá gấp rút nên chúng tôi có gánh nước ở giếng này để làm dùng làm thức ăn. Đại thí chủ nói rằng, lạ thay, ta thật là kẻ ngu si không có trí tuệ, tại sao lại nuôi những loài rắn độc ở trong cái giếng này để gây thành tai họa như vậy? Rồi ông bảo cùng vợ con phải lấp ngay cái giếng này đi, và 3 con rắn độc ở trong đó các người sẽ bị ta lấy lửa đốt cho chết hết đi, để tránh những tai họa về sau này. Bây giờ thí chủ đã diệt trừ hết được mọi thứ độc hại nơi giếng xong, ông liền ra ngoài xem xét những người lĩnh nhận bố thí và đồng thanh nói, ông thí chủ đây cho chúng tôi thuốc độc, khiến cho chúng tôi có người đến nỗi phải tán thân thất mạng. Nếu như chúng tôi biết trước được những món ăn có chất độc như thế, quyết sẽ không bao giờ dám ăn cả. Bây giờ vị thí chủ kia liền nghe mọi người nói như thế rồi, trong lòng sinh ra vô cùng áo não, cũng như chuyển luân thánh vương, tuy rằng dùng 10 điều thiện dạy bảo, khiến cho chúng sinh được sinh ra ở nơi cõi người cõi trời, dẫu được hưởng thụ 5 món dục lạc sung sướng nhiệm màu, nhưng vẫn chưa thoát khỏi cảnh sanh già ốm chết. Bây giờ chuyển luân thánh vương liền phát nguyện rằng, ta này phát quyết phải cầu vô thượng Phật pháp là pháp xuất thế gian, khiến cho chúng sinh tán thán đọc tụng tu tập để xa lìa sinh tử, đạt tới cảnh niết bàn giải thoát yên vui. Bây giờ chuyển luân thánh vương vì cầu Phật pháp liền cho chuyển lệnh khắp cả trong cõi Diêm Phù Đề, ai hiểu được Phật biết Phật pháp tại chuyển luân thánh vương muốn cầu được học tập, nhưng tất cả những nơi được lệnh của vua chuyển đó đều không có ai cả. Cuối cùng đến một nước nhỏ kia, có một người Bà La Môn là người hiểu biết Phật pháp. Lúc đó sứ giả liền tới chỗ người đó hỏi rằng, đại đức có hiểu biết gì về Phật pháp chăng? Đáp rằng hiểu. Bây giờ sứ giả đầu mặt lễ sát chân thưa cùng đại sư rằng, đại chuyển luân thánh vương muốn thỉnh đại sư về chỉ dạy Phật pháp cho ngài, kính xin đại sư thương xót nhận lời tới chỗ chuyển luân thánh vương kia để chỉ dạy cho người. Lúc đó chuyển luân thánh vương lên từ ngoài hoàng thành để nghinh đón, đầu mặt lễ xuống chân hỏi han đại sư đi cùng đường có khỏi mệt nhọc lắm không, rồi mới mời vào trong cung điện. Ở trong chính điện, vua mời đại sư ngồi ngự tòa của người. Người Bà La Môn liền từ trên ngự tòa ngồi kiết giả khu. Khi đại vương thấy đại sư ngồi tươm tất và những thứ cần dùng đã được cung cấp đâu vào đấy rồi, vua chắp tay hướng về Bà La Môn thưa rằng, thưa đại sư, người có hiểu Phật pháp không? Người Bà La Môn đáp rằng, ta hiểu biết Phật pháp. Đại vương thưa rằng, thưa đại sư, xin người hãy vì tôi giải nói Phật pháp. Người Bà La Môn nói, vua là người rất ngu si, trước đây ta cầu học Phật pháp, ta phải chịu biết bao nhiêu là sự cần khổ mới thành được. Nay đại vương đâu có thể nào cũng nghe một cách dễ dàng như thế được. Đại vương thưa cùng đại sư rằng, vậy ngài muốn cần dùng vật gì? Người Bà La Môn nói, đại vương phải cũng giảng cho ta. Vua nói,
chẳng hay những thứ cúng dường ấy là những thứ gì, y phục chăn đệm thức ăn uống và bạc châu báu ư? Người Bà La Môn nói: ta không dùng những thứ cúng dường ấy. Vua nói: nếu ngài không dùng những thứ cúng dường như thế, hay ngài cần dùng voi ngựa xe cộ ư, nước thành vợ con ư, hay âm nhạc ca hát ư? Người Bà La Môn nói: ta cũng không dùng những thứ cúng dường như vậy, mà ta chỉ muốn nhà vua quét trên thân thể của mình thành 1.000 cái lỗ, rồi đổ dầu đốt làm đèn đuốc để cúng dường cho ta, thì ta sẽ giải nói Phật pháp cho. Nếu không làm được như vậy, ta sẽ bỏ đi ngay. Vua chưa kịp trả lời thì người Bà La Môn bước xuống khỏi tòa ngồi, toan bỏ đi. Bây giờ đại vương liền ôm giữ lại và thưa rằng: xin đại sư vui lòng trở lại đây chốc lát, tôi sẽ vì trí tuệ nông cạn, công đức mỏng manh, xin ngài cho được suy nghĩ trong giây lát, tôi sẽ phụng giáo cũng giản như lời ngài đã chỉ dạy. Chuyển Luân Thánh Vương liền tự suy nghĩ rằng: ta từ đời vô thủy lại đây đã bỏ vô số tầng mạng, nhưng chưa từng có lần nào vì pháp bỏ mình thân này của ta đây, hoặc trong một ngày kia có thể sẽ bị hoại diệt, đâu có thể được mãi như vậy. Ngày nay chính là lúc ta cần phải đem tân mạng này cũng rằng để cầu Phật pháp vậy. Chính như thế rồi, vua liền thưa cùng đại sư rằng: thưa đại sư, tôi sẽ xin làm ngay việc cũng rằng như lời ngài đã dạy bảo. Bấy giờ đại vương liền vào trong cung bảo với các phu nhân rằng: kể từ đây tôi sẽ vĩnh biệt các phu nhân. Lúc ấy các phu nhân nghe thấy vua nói như thế, trong lòng sinh ra rất kinh hãi, giật cả chân lông mà chẳng biết nguyên do tại làm sao lại có sức tỉnh như thế. Các phu nhân nhỏ nhẹ hỏi vua: vua định sẽ đi đâu? Vua nói: thân ta ngày nay ta muốn sẽ quét 1.000 ngọn đèn để cúng dường đại sư. Bấy giờ các phu nhân nghe tiếng nói liền vật vã ra đất, các tiếng gào khóc mê mẩn hồi lâu mới tỉnh, rồi tâu với vua rằng: tâu đại vương, ở đời không có gì quý trọng hơn bằng thân mạng, người ta không kính nương chiều đó thì theo thời phụng dưỡng mà còn e chưa hài lòng, nay vì lẽ gì mà vua lại hủy hoại gặp thể như vậy? Vua là người có trí tuệ mà in tuồng cho kẻ nhân rồ và như có ma quỷ gì ám hại. Vua nói: không phải vậy đâu, nếu không phải như vậy thì tại sao vua lại tự chuốc lấy những khổ não như thế để cũng giả người Bà La Môn? Vua bảo các phu nhân rằng: nay ta sở dĩ làm việc như thế là vì muốn được tất cả chúng sinh cầu Phật pháp vậy. Các phu nhân nói: nếu vua nói vì tất cả chúng sinh, ngày nay tại sao lại chỉ có thêm một mình ngài? Vua bảo các phu nhân: thiên hạ ân ái đều sẽ phải biệt ly, vì thế nay ta đem thân mạng này để cúng dường là ta muốn vì lũ ngươi và tất cả chúng sinh ở trong nhà tối đốt lên ngọn đèn sáng lớn trí tuệ, soi sáng giữa đêm trường sanh tử vô minh tối tăm cho các ngươi, khiến cho các ngươi rất trừ được các họa sinh tử trong nhiều đời nhiều kiếp, vượt qua mọi chứng nạn đến được cảnh niết bàn an lạc. Lũ người tại sao ngày nay lại làm trái ngược với ý định của ta? Lúc ấy các phu nhân nghe vua nói rồi lặng thinh không dám đối đáp, trong lòng sinh ra rất sầu não, cất tiếng gào khóc nức nở, tự bứt tóc cào mặt, rồi lại nói rằng: lũ chúng ta thật là ít phúc, nên nay mới mất chỗ sở cậy. Vua có 500 thái tử, thầy đều đoan chính tốt đẹp, không thông minh trí tuệ, thân tướng đầy đủ, nên được vua rất yêu quý, chẳng khác nào con người mắc bệnh. Bấy giờ đại vương bảo các con rằng: ngày nay ta muốn làm việc cúng dường, ta e thân mạng này của ta không biết có qua được không, hay sẽ phải cách biệt lũ các ngươi, thì cõi nước này theo phương pháp việc trị chính do người con lớn nhất của ta. Bấy giờ các thái tử nghe vua cha nói như thế rất đau đớn nghẹn ngào, tâu vua rằng: vua cha ngày nay sao lại đỡ bỏ chúng con bị côi cốt? Lúc bấy giờ các thái tử người ôm lấy cổ của vua cha, hoặc cầm tay cầm chân của vua cha, cất tiếng khóc lóc rất bi thảm: lạ thay, làm sao ngày nay chúng tôi mất sự che chở vĩnh viễn như thế này? Bấy giờ đại vương liền khuyên bảo các con rằng: thiên hạ ân ái đều phải có chút biệt ly, các con tâu rằng: thưa cha, khi cha dạy bảo như vậy, nhưng vì tâm tình luyến mộ cha, chúng con làm sao có thể bỏ được? Đại vương ngày nay xin ban cho chúng con một điều sở nguyện là chúng con xin đem thân mạng này dâng cho đại vương để đại vương cúng dường cho người Bà La Môn. Vua nói: các con còn bé, chưa thể biết được, chưa thể làm được những sự cúng dường ấy. Như ta ngày nay đã thỉnh đại sư từ nơi phương xa tới đây, ta sẽ hứa cúng dường ngài, các con không được làm với trái lời ta đã hứa, và lại người con có hiếu tất nhiên không được làm trái ý của cha mẹ. Tại sao ngày nay các con lại trái ý ta? Lúc ấy các thái tử nghe lời ấy rồi cất tiếng khóc kêu gào kinh động đến cả các vị thần kỳ và gieo mình xuống đất cũng như núi Thái Độ. Bây giờ đại vương lại
từ biệt tất cả các vua ở các tiểu quốc, rồi trở lại cung điện, đến trước chỗ đại sư cởi bỏ các thứ chuỗi ngọc và y phục trang sức trên mình từ một chỗ ngồi ngay ngắn xong xuôi, rồi bảo các vị đại thần, các tiểu quốc vương, 500 thái tử, hai vạn phu nhân rằng: lũ người ngày nay ai vì ta mà phép 1.000 lỗ ở nơi thân thể của ta, phu nhân, thái tử, các vận thần đều cùng tầm tân nói rằng: thả lấy dao sắc tự quét hai mắt mình, chọn không thể lấy tay mình quét thân thể vua được. Bây giờ đại vương sinh tâm sầu não, tự nghĩ mình ngày nay thật là cô độc, trong đại chúng này không có người nào có thể giúp đỡ cho mình được. Bây giờ đại vương có một người chiên đà la, tính tình rất hung ác, ai cũng sợ hãi. Nhân nghe thấy tiếng liền tới chỗ vua bảo với thái tử: và đừng nên lo buồn làm chi, tối nay có cách làm cho việc ấy của vua không thể thành tựu được. Việc ấy khi đã thành tựu được, tất nhiên vua sẽ lại cai trị đất nước như trước đây không khác. Các thái tử nghe nói như thế sinh lòng vui mừng. Người lúc đó, người trên đà la đi đến chỗ vua cầu với đại vương rằng: đại vương ngày nay ngài định làm gì, làm gì vậy? Vua nói: ta định phép mình làm 1.000 ngọn đèn để cúng giải đại sư. Người trên đà la đâu rằng: ngài muốn phép mình, tôi có thể vì ngài làm được việc. Vua nghe nói là rất vui mừng, bảo người trên đà la rằng: nhà ngươi thật là người bạn đạo vô thượng của ta. Lúc ấy người trên đà la liền sấn đến chỗ vua với dáng điệu quát tháo dữ tợn, nói lớn: đại vương nên biết cái phép giết người là phải chém đầu, cắt cổ, chặt tay, chặt chân, cắt gân, đau đớn như thế đại vương có thể cam chịu được không? Vua nghe lời nói ấy mang lòng vui mừng. Người trên đà la tay tay cầm con dao lưỡi trâu liền tới đến thân thể của vua, trong khoảng chớp mắt đã quét thành 1.000 lỗ. Lúc ấy người trên đà la tưởng vua thoái tâm, nhưng thật ra vua rất bình tĩnh. Người trên đà la thi hành xong liền quăng con dao xuống đất mà bỏ chạy đi nơi khác. Bấy giờ đại vương các lỗ bị quét đổ dầu, đã đổ dầu dùng lụa làm bấc để đốt đèn. Khi người Bà La Môn bại sư coi thấy đại vương làm việc ấy, liền tự nghĩ rằng: ta nay phải nên trước vì đại vương tuyên nói Phật pháp, sở dĩ vì sao đại vương ngày nay đốt mình làm đèn, e tính mạng khó được qua. Nếu như tính mạng không qua được thì ai sẽ nghe pháp? Suy nghĩ như vậy liền tâu đại vương rằng: tính tiến dẫm mãnh làm những việc khó làm, tu hành khổ hạnh như thế là vì muốn được nghe Phật pháp. Giờ đây nhà vua hãy nghe cho kỹ, nhớ nghĩ cho khéo. Nay tôi vì nhà vua tuyên nói Phật pháp cho ngài nghe. Vua nghe lời nói ấy lòng rất vui mừng, ví như nhiều người hiếu tử vừa mới mất cha mẹ, trong lòng rất sầu não, không biết nói sao cho xiết được, nhưng bỗng thấy cha mẹ sống lại nên lòng rất vui mừng. Vua nghe lời nói ấy cũng như thế. Lúc ấy người Bà La Môn liền vì nhà vua mà nói nửa bài kệ rằng: mọi pháp hưng suy ấy có sinh phải có diệt, tịch diệt là yên vui. Vua nghe lời nói ấy rồi trong lòng sinh ra vui mừng. Vua bảo các thái tử và các đại thần rằng: các người đối với ta, nếu ai có lòng thương ta nên phải vì ta nhớ giữ gìn pháp ấy ở khắp tất cả thành ấp tụ lạc, đến hang cùng ngõ hẻm chuyển nói ưu mệnh của vua. Mọi người nên biết vua đại chuyển luân vương thấy các nhân dân và tất cả chúng sinh phải chìm đắm trong bể khổ chưa được giải thoát, nên ngài sinh tâm thương xót, quét mình làm 1.000 ngọn đèn để cầu một nửa bài kệ. Các người ngày nay nếu ai cảm ơn đức của đại từ bi của đại vương, nên hãy viết chép bài kệ ấy và đọc tụng tu tập, suy nghĩ nghĩa lý theo như lời nói tu hành. Mọi người nghe nói lời ấy rồi sinh tâm vui mừng, đồng thanh khen ngợi đại vương rằng: lành thay, thật là bậc đại từ bi phụ, vì chúng sinh tu khổ hạnh như thế, lũ chúng ta phải nên chóng tới biên chép, hoặc trên giấy, hoặc vải, hoặc khắc trên đá, hoặc trên cây cối, sảnh đá, cỏ cây, khe suối, đường lối và những chỗ nhiều người qua lại cũng đều viết chép, khiến cho người nào cũng được trông thấy, nghe thấy, đều phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Bấy giờ đại vương liền đốt 1.000 ngọn đèn, cúng giảng đại sư ánh sáng chiếu xa khắp mười phương thế giới. Trong ánh sáng của những ngọn đèn ấy cùng phát ra tiếng chuyển nói nửa bài kệ ấy, những người nghe pháp đều phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Ánh sáng của 1.000 ngọn đèn ấy còn chiếu sáng lên mãi tới cõi trời Đao Lợi, làm át cả ánh sáng hào quang của chư thiên. Bấy giờ vua cõi trời Đao Lợi thấy ánh sáng chiếu thiên cung, liền nghĩ rằng không biết vì nhân duyên gì mà lại có ánh sáng ấy. Nghĩ vậy rồi liền dùng thiên nhãn xem xét ở nơi nhân gian, thì thấy vua đại chuyển
luân, vì thương xót tất cả chúng sinh mà phép mình thành 1.000 ngọn đèn cúng giảng đại sư để cầu Phật pháp cứu độ cho tất cả chúng sinh. Vì thế lũ chúng ta ngày nay phải đến nơi ở nhân gian để khuyến khích giúp đỡ, khiến cho nhà vua sinh tâm vui mừng. Khi đó vua cõi trời Ao Lợi liền xuống nhân gian, hóa làm người phàm phu đi đến chỗ vua đại chuyển luân vương, hỏi nhà vua rằng: ngài phép mình thành 1.000 ngọn đèn tô hổ cạnh như thế, mong cầu được nửa bài kệ để làm gì vậy? Vua đáp rằng: thiện nam tử, ta vì tất cả chúng sinh cho nên nay ta phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ ngài biến hóa, người biến hóa kia liền trở lại thân của Thiên Đế Thích, liền bảo đại vương rằng: ngài cũng giải như vậy để cầu cho thiên vương, ma vương hay phạm vương vậy? Khi ấy chuyển luân thánh vương liền bảo Thiên Đế Thích rằng: tôi không cầu sự tôn quý ở cõi trời hay cõi người, mà tôi chỉ muốn cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác để cứu độ cho tất cả chúng sinh. Người chưa được yên ổn sẽ khiến được yên ổn, người chưa được giải thoát sẽ khiến được giải thoát, người chưa được độ sẽ khiến cho được độ, người chưa đắc đạo muốn khiến cho được đắc đạo. Thiên Đế Thích nói: đại vương ngày nay thật là ngu si, cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác phải lâu chịu cần khổ mới thành được, như vậy làm sao ngài có thể muốn cầu đạo vô thượng được? Vua bảo Thiên Đế Thích rằng: giả sử vòng sắt nắm quấn chặt lấy đầu tôi trọng không vì thế mà thoái tâm bồ đề. Thiên Đế Thích nói rằng: ngài giàu nói như vậy nhưng tôi chưa có thể tin được. Bây giờ chuyển luân thánh vương liền lên ở trước Thiên Đế Thích lập thệ nguyện rằng: nếu tôi không tận lòng cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác để cứu độ chúng sinh mà tôi nói dối với Thiên Đế Thích, thì 1.000 lỗ mụn khoét ở trên thân thể này của tôi thọ không bao giờ lành, trái lại không như vậy máu sẽ thành sữa và 1.000 lỗ mụn này sẽ bình phục như cũ. Khi vua vừa nói lời ấy, tức thì 1.000 lỗ mụn trên thân thể của nhà vua liền được bình phục như cũ. Thế nên Thích nói: lành thay đại vương, quả thật là người có lòng đại bi và thực hành đại bi cần khổ như vậy, quyết không bao lâu sẽ chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi thành chánh đẳng chánh giác rồi, xin ngài độ cho tôi trước. Lúc ấy Thiên Đế Thích phóng ánh sáng hảo quang chiếu khắp cả toàn thân của nhà vua, đồng thời 100.000 chư thiên đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. 500 thái tử thấy thân thể của nhà vua được bình phục như cũ, trong lòng rất vui mừng, liền ra trước vua đầu mặt lễ sát chân, rồi lui về ngồi một phía, chắp tay hướng về vua cha, đồng thanh nói rằng: thật chưa từng có như vậy, vua cha ngày nay thật là người có lòng tử bi thương xót tất cả. Vua cha bảo thái tử: nếu các con là người có hiếu, các con phải nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các thái tử nghe lời nói ấy xin lòng vui mừng vì cảm ân đức trọng đại của vua cha nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hai bạn phu nhân 500.000 thể nữ cũng lại như thế. Bây giờ ở trong dân chúng có những chúng sinh nhiều như số cát trong 70 sông Hàn đều phát tâm thanh văn bích chi Phật, là có vô lượng chư thiên Càn Thát Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Đa La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân được trông thấy và nghe thấy việc rồi đều phát đạo tâm hoan hỉ mà lui ra. Nam mô A Di Đà Phật. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Thừa Ba Bồ Tát Hành Nhân Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Ẩn Giai Trong Bờ Đất Kiếp Khổ Ách Xá Lời Thừa Sát Bất Dị Không Bồng Bất Dị Sát Sát Thông Thị Không Bồng Bất Dị Sát Tỏ Thần Hành Nước Tuyệt Vụn Như Dị Tử Thị Chi Công Tướng Bất Sanh Bất Diệt Bất Câu Bất Tịnh Bất Tăng Bất Giảm Chỉ Cố Công Trung Vô Sắc Vô Tỏ Thần Hành Nước Vô Nhãn Ý Thị Ý Vô Thành Nhân Vị Xuất Pháp Vô Nhãn Giới Na Chỉ Vô Ý Thức Giới Vô Vô Minh Diệt Vô Minh Tận Ái Chư Vô Lão Tử Tận Vô Khổ Tập Diệt Đạo Vô Vô Đề Tát Đại Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Chi Di Sở Vô Đắc Cố Bồ Đề Tất Đại Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Đắc A Nậu Đa La Tâm Niệm Tâm Bồ Đề Cố Chi Bát Nhã Ba La Mật Đa Thị Đại Thần Chú Thị Đại Minh Chú Thị Vô Thượng Thần Chú Thị Vô Đẳng Thần Sự Nhất Tiết Ở Chân Thật Bát Đề Cố Tiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Thức Chú Thiết Tiết Đen Đê Bà Lại Đa Thần Nhất Đê Bồ Đề Tất Mà Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Ít Đen Đê Bà Lại Ít Đê Bà La Thần Nhất Đê Bồ Đề Tất Mà Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Ít Đê Bà Lại Ít Đê Bà La Thần Nhất Đê Bồ Đề Tất Mà Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Đại Phương Tiện Phật Báo Hận quyển thứ hai phẩm đối trị thứ ba là hạnh tốt lành bồ biển tốt đức sanh thành vẫn sinh nguyện cho tất cả âm linh đầy đều rồi tuyên diệu huyền nguyện cơ ba chúng nó chuyển được người trí tuệ phát triển vô minh nguyện từ độ chúng đều lên thành lành bồ tát thường tinh chấn lần rồi để chưa và ma sen chính phẩm là mẹ cha hoa nở đích phật hiện ra vô sinh chứng ngộ bạn ta thánh nhìn nguyện đem công đức thiện tiền ứng về tất cả các miền gần xa quan bà cha mẹ ông bà chúng sinh giác ngộ tràn hòa pháp thần.
tham quy các vị hương linh ý thủ tạm bậc chứ thiên thiên địa thủ thần hương linh tất tổ tự nguyện bách ra trong họ họ vẫn khắc họ vẫn bàn họ mới như họ thế nào bùi họ hạng họ trương họ vũ họ hoàng họ chu họ trần họ cấn họ đạt họ giãn họ đoàn họ đinh họ lê họ hà họ cao họ kiều khẩm họ đăng họ đỗ họ trừ họ cùng họ khốt họ thi họ triệu họ võ họ lưu bách gia trong họ tiên chùa chủ thập nhiều là cô ngạc quỷ hạ sa khắp khắp nơi đây và có văn gia thái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hữu hình và vô hình nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết của báo lần này vận đường nguyện chúng sinh thể theo đạo cả phát lòng vô thường từ quy phát đường nguyện chúng sinh đóng đó kinh đạo trí huệ như hải từ quy tâm đường nguyện chúng sinh đóng đi đại chúng tất thảy vô ngại hòa nam thanh chúng nguyện trí thử công đức cổ phật ơ nhất thiết đã đẳng giữ chúng sinh dài cộng thành phật đạo a di đà phật A Di Đà Phật.